Đây là chương trình TV đặc biệt lấy bối cảnh của tập cuối cùng The Dragon Ball City, tức là 100 năm sau sự kiện 7 con rồng bóng tối. Lúc này bé Ban đã hơn 100 tuổi, có thằng cháu cha tên là Goku Jia, hiền lành yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt. Quá buồn phiền về thằng cháu phế vật của mình, bà Ban nằm lăn ra đổ bệnh. Goku Jia tự trách mình, sẵn nghe một truyền thuyết về Ngọc Rồng nên đã lên đường tìm Ngọc chữa bệnh cho bà. Cuối hành trình đó, cậu bé đã dũng cảm lên, rồi gặp được Goku tổ tiên của mình. Nhưng rồi đó chỉ là một bóng hình mãi mãi tan biến trong không gian. Tạm biệt Goku.